tôi, Thanh Toàn, Phú Nguyên, Phú Trân và Quốc Chúng xin kể cho quý vị nghe những câu chuyện chuyện Hồ Nhi. Ngày trước có một nhà gồm hai anh em. Ông anh không lập gia đình, sống một mình, không cày cấy cũng không buôn bán, mà dựa vào nghề săn bắn để sinh sống. Người em có vợ sinh một con trai, cày cấy hai mẫu ruộng để sinh nhai. Hai anh em đều trông cậy vào mỗi đứa con trai kia, đặt tên nó là Kiều Nhi, tức là đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu. Từ khi còn bé thì Kiều Nhi đã yếu ớt gầy guộc, 13-14 tuổi, mà nó chả hơn gì đứa trẻ 10 tuổi con nhà khác. Mặc dù tuy là sinh ra ngũ quan đoan chính, nhưng mặt thì lại đầy tàn hương. Người ta vẫn thường bảo hoa màu chỗ trông cậy của chủ nhà, con trẻ chỗ trông cậy của gia đình. Mẹ Kiều Nhi cùng hai ông bác, bố chú đều coi chú bé là gốc rễ kế thừa hương hỏa của gia đình. Mùa đông năm ấy, ông anh vào núi săn đến trước một vách núi. Ông ta phát hiện ra một con hồ ly đen lớn đang ngủ say như chết. Thoạt đầu thì ông định dùng súng bắn chết, nhưng khi thấy con hồ ly ngủ say như chết thì rón rén lại gần, dùng thừng trói nghiến ngay lại. Như thế vừa đỡ tốn thuốc súng mà lại có thể giữ nguyên lành được bộ da. Ông anh thợ săn dĩ nhiên vô cùng sung sướng. Khi ông ta dùng súng đánh hồ ly trở về nhà thì con hồ ly nó mới tỉnh giấc. Hóa ra là nó say rượu. Khi hồ ly mở bừng được mắt ra thì hỏng rồi. Ông thợ săn đang mài dao, coi bộ định lột sống da nó. Bất giác hai mắt hồ ly ứa lệ, và cảnh tượng lạ đó đã bị mẹ Kiều Nhi trông thấy. Bà thấy lạ và cảm thấy đáng thương, động lòng trắc ẩn. Bèn mới bảo: Bác cả à, cháu muốn để con hồ ly này lại để chơi, được không bác? Để chơi à? Không để lại cho nó chơi không có được đâu. Ông Vasco này vẫn rất là quý yêu cháu, cho nên đành bằng lòng. Ông bác dùng thừng buộc thòng lọng hồ ly lại cho Kiều Nhi, dắt vào nhà buộc ở trên bàn, rồi dặn cháu: Kiều Nhi à, cái con này nó rành mảnh lắm đó nha, cháu phải cẩn thận trông coi nó, chứ làm nó bị thương á, mà cũng đừng có để cho nó sống mất nha. Khi nào mà cháu chơi chán rồi á, bác lột da nó cũng chưa muộn. Dạ. Kiều Nhi thấy được chơi dĩ nhiên rất là mừng, bèn giữ con hồ ly đen lại ở trong nhà. Đêm khuya đợi con trai ngủ say rồi, mẹ Kiều Nhi mới rón rén bước lại trước con hồ ly, rồi bà bảo: Tao thấy mày khóc thật là đáng thương nên mới nghĩ ra cái cách này để giữ mày lại. Bây giờ họ đã ngủ say cả rồi, mày mau đi đi, mau đi đi. Nói rồi thì bà cởi trói cho hồ ly, mở hé cửa sổ đằng sau lại, rồi bảo: Nè, mày ra bằng cái lối này nè, không xa đây là rừng núi rồi, mau mau trốn đi đi. Con hồ ly ứa nước mắt nhìn mẹ Kiều Nhi gật gật đầu, rồi tung mình qua cửa sổ mà đi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Nhi tỉnh dậy thấy mất hồ ly, thì nó khóc ầm lên. Ông bác biết tin là hồ ly chạy mất thì ông tiếc rất ruột, nhưng cũng đành khuyên dỗ cháu: Nè Kiều Nhi, Kiều Nhi à, ngoan ngoan, nè nè, con đừng có khóc à, ầm lên nữa, mau lại ăn cơm mà còn đi học, để rồi bác cả lại bắt cho con khác cũng được chứ gì, hả? Ngoan ngoan ngoan. Nói như vậy thì mới dỗ được Kiều Nhi thôi khóc. Ăn cơm sáng xong, ông thợ săn lại đi săn, chú em thì ra đồng làm ruộng. Kiều Nhi đi học, trong nhà chỉ còn mỗi một mình mẹ Kiều Nhi. Bỗng nhiên có một chàng thư sinh khôi ngô tuấn tú đến nhà Kiều Nhi. Mẹ Kiều Nhi gặp nhưng không nhận ra ai, bèn hỏi: Cháu là học trò, con nhà ai? Đến nhà ta có việc gì chăng? Dạ, dạ thưa bác, ở ngoài này không phải là chỗ nói chuyện trò, con xin mời bác vào trong, và trong nhà để nói chuyện. Nói xong thì hai người vào nhà. Chàng thư sinh vội vàng quỳ trước mặt của mẹ Kiều Nhi, làm cho mẹ Kiều Nhi giật nảy mình. Dạ, dạ thưa bác, bác đừng có sợ, cháu đến đây để báo đền ơn cứu mạng của bác. Cháu, cháu,
Cháu là con hồ ly mà trước đây bác cũng sống cháu đó. Thưa bác, bác muốn lấy vàng hay lấy bạc? Bác muốn thứ gì á, cháu sẽ xin lý gì cho bác để đền ơn cứu mạng của bác đã dành cho cháu. Thưa bác muốn gì á, xin lấy mau rồi đi. Hiếm mới có được cái tấm lòng báo ơn như cháu. Chúng ta là con nhà nông trồng cấy, chẳng tham vàng cũng không có ham bạc. Bác chỉ mong sao con Kiều Nhi nó được bình yên lớn lên thành người, sau này thành gia lập nghiệp thì chẳng còn gì sánh bằng cháu ạ. Nếu mà bác nói như vậy, cháu sẽ xin giúp bác thực hiện điều tâm nguyện đó. Để sau này để tiền việc đi lại thăm non, nếu được bác đồng ý, cháu xin bác là bác nhận con làm mẹ nuôi, để anh em chân tay ruột thịt với Kiều Nhi. Thế thì tốt quá rồi, bác nằm mơ cũng không dám nghĩ là có đứa con như cháu á. Chàng thư sinh bèn lại dập đầu gọi là mẹ. Mẹ Kiều Nhi mừng quá sức. Nè nè, đứng lên đi con. Dạ. Đứng lên con. Vội vã đỡ chàng thư sinh từ dưới đất dậy mừng khấp khởi, ngắm nhìn con nuôi. Càng nhìn thì càng vui, bỗng chốc quên chẳng biết nên nói gì phải. Chàng thư sinh thân thiết gọi tiếng mẹ, rồi chàng mới nhắc nhở. Để cho sau này khỏi phải gặp phiền hà, việc này chỉ có hai mẹ con ta biết. Muôn ngàn xin nhớ cho, đừng lộ cho người khác biết nha. Từ nay về sau, mẹ cứ gọi con là Hồ Nhi. Con xin, con gọi Hồ Nhi là em, Kiều Nhi gọi con là Hồ Ca. Mẹ Kiều Nhi vội gật đầu lia lịa đồng ý như vậy. Rồi Hồ Nhi bèn ở lại đó cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với Kiều Nhi. Có lúc lại giúp Kiều Nhi đọc sách viết chữ. Hai anh em quấn quýt nhau mà chả khác gì anh em ruột thịt. Cũng từ đó, Hồ Nhi có danh phận con nuôi, mẹ nuôi. Anh em cho nên thường xuyên đi lại nhà Kiều Nhi. Xóm làng không ai nghi ngờ gì cả, mà kể cả ông bác thợ săn và ông nông dân bố Kiều Nhi cũng vui mừng không kể xiết. Qua năm đó, người trong trang kháo nhau là nhà Từ Đại Viên Ngoại ở Nam Kinh có tổ chức diễn tuồng. Khi ấy, mẹ Kiều Nhi bảo với hai con. Nè, hai con đến Nam Kinh hơi xa quá. Giá mà gần hai anh em con đi diễn tuồng cũng hay. Dạ, nhưng mà xa cũng chẳng sợ đâu. Để con đưa em con đi xem tuồng, mẹ có yên tâm hay không? Có con là anh đưa đi, sao mẹ chẳng yên tâm chứ? Chỉ hiểm một nỗi là quá xa mà thôi. Chỉ cần là mẹ yên tâm, con với em của con sẽ đi. Nói rồi thì hai anh em ra đi. Ba mẹ vốn biết gốc gác của Hồ Nhi nên cũng không ngăn cản. Hai anh em ra khỏi làng thấy không có ai, Hồ Nhi bèn bảo Kiều Nhi. Em à, anh em ta đi như vậy thì quá chậm đó. Để anh cõng em đi cho nhanh nha. Dĩ nhiên là Kiều Nhi rất sướng, lập tức nằm trên lưng Hồ Nhi ngay. Hồ Nhi lại bảo. Em nè, em phải nhắm mắt lại để anh đọc thần chú. Chỉ chớp mắt là anh em ta tới Nam Kinh ngay. Vậy à? Bây giờ em phải nhắm chặt mắt lại nha. Rồi. Khi nào á anh bảo mở mắt ra đó, em mới được mở nghe chưa? Rồi. 1, 2, 3. Kiều Nhi thấy anh bảo gì mà không nghe theo. Hồ Nhi dở phép thuật. Thời gian hút chưa hết điếu thuốc thì đã tới Nam Kinh. Hồ Nhi gọi. Em à, mở mắt ra đi. Wow. Ôi, trong bãi diễn tuồng người đông như kiến, tuồng đang diễn thật là hay. Hai anh em chọn một chỗ đứng xem diễn tuồng. Xem một lúc thì Hồ Nhi bảo. Em ơi, em có đói hay không? Em chưa có đói, mà đói thì cũng chẳng có cách gì. Anh à, mẹ đâu có cho mình tiền đâu. Làm sao bây giờ? Nè, việc này á em đừng có lo. Em không có đói á thì cứ ở đây xem kịch đi. Dạ. Đợi anh à, anh đi kiếm cái gì á, rồi kiếm chỗ ăn cơm cho em ăn. Ha. Gì thì gì á, em cũng không được đi lung tung nghe chưa? Biết rồi mà. Lát nữa anh sẽ gì? Được rồi. Đứa đây nha. Nói xong thì Hồ Nhi bỏ đi. Một lát sau Hồ Nhi trở lại kéo Kiều Nhi đến chỗ không có ai. Kiều Nhi, hả? Em đói chưa? Đói chứ. Nhà dưới ngoài họ Từ đang thết tiệc. Ta đi mau dự đi. Chứ để lỡ dở, người ta ăn hết bây giờ. Nhưng mà anh à, mình với nhà của họ không bạn không thù. Bộ họ để mình vô ăn hả? Anh đã có cách rồi. Hồ Nhi lấy trong túi ra một chiếc chén vàng đưa cho Kiều Nhi rồi bảo. Bây giờ đó, em úp cái bảo bối này lên đầu. Sẽ không ai nhìn thấy em cả. Em và bên trong đó, cái gì thì không được nói năng ra. Yeah. Nói ra thì sẽ bị lộ. Mà tìm một cái chỗ không có người mà ăn uống. Ăn no uống đủ rồi thì trở ra đây.
anh ở đây chờ em. Wow. Không thấy thì không đi lung tung. Thôi đi vào đi, đi. Kiều Nhi theo phương hướng Hồ Nhi chỉ đi vào trước cổng nhà họ Từ. Cậu lấy chén vàng úp lên đầu và đi lọt qua cổng. Vừa qua cổng, sân lợp mái che rộng bày hàng mười mấy cái bàn tiệc. Bàn nào thì cũng đầy những khách. Cuối cùng cậu thấy bàn khách ăn nữ là còn chỗ trống, bèn len lén tiến lại ngồi vào đấy. Lúc này thì Kiều Nhi mới nhìn rõ ngồi ghế chủ là một cô tiểu thư độ 16-17 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Cậu ta vừa thấy là mê tiếc ngay, không còn thiết gì tới ăn uống nữa. Cứ thế mãi cho đến khi tan tiệc, Kiều Nhi nhìn vẫn chưa chán. Rồi chả biết thế nào lại cứ lùi lủi bám đuôi theo tiểu thư vào vườn sau đến tận phòng quê. Lúc ấy trời đã khuya, tiểu thư truyền lệnh đóng cổng vườn, đóng cửa lầu lại chặt chẽ. Đến lúc ấy thì Kiều Nhi mới thấy lo. Chết rồi, lỡ như anh Hồ không đợi được mình thì sao đây? Thế này thì không có được rồi. Anh ấy bỏ đi, mình làm sao về được nhà? Bây giờ làm sao bây giờ? Tiếng khóc làm cho Từ tiểu thư giật mình. Chỉ nghe tiếng khóc nhưng chẳng thấy người nào. Nàng bèn đánh bạo rồi hỏi: Ngươi là quỷ hay là người vậy? Tại sao lại lên phòng quê của ta? Không, tôi là người mà. Tại vì tôi thấy tiểu thư xinh đẹp, cho nên không hiểu là sao cứ theo lên lầu. Nè, mau mở cửa thả tôi ra đi. Nàng mở cửa thả ra đi. Ngươi nói ngươi là người sao ta không có thấy? Tại vì trên đầu của tôi đội cái chén bảo bối, không có bỏ chén xuống thì làm sao mà nàng thấy tôi được. Từ tiểu thư nghe đáp vậy thì bụng nghĩ ra một kế. Sao mình chẳng bảo anh ta bỏ cái chén xuống, để cho xem rõ ràng. Nếu người tốt thì ta đối xử tốt, còn như nếu là người không tốt thì lại đối xử không tốt. Nếu quả thật người theo ta lên lầu, đủ thấy chúng ta có duyên số rồi. Ngươi phải bỏ cái chén xuống để ta nhìn thấy ngươi mới phải chứ. Lời của Từ tiểu thư nói là nước đôi. Kiều Nhi ngây thơ làm sao mày hiểu nổi ý vị này. Cậu ta lại cho là tiểu thư muốn xem chén vàng, cho nên lấy chén vàng đổ trên đầu xuống rồi đưa cho tiểu thơ. Đây nè, tiểu thơ coi cái chén vàng đi. Từ tiểu thơ cầm chén nhưng không xem, mà lại soi đèn xem người. Người tuy gầy yếu một chút nhưng cũng cân đối, ngũ quan ngay ngắn. Chỉ phải cái mặt quá nhiều tàn hương làm cho nàng chán ngán. Tiểu thư lạnh lùng cười kể gọi to: Người đâu? Bắt tên giặc này mau. Kiều Nhi dám hứa bị tóm ngay. Đại viên ngoại họ Từ trói cậu ta vào cọc ở trong sân đợi đến sáng dễ lên quan trị tội. Hồ Nhi ở ngoài bãi diễn đợi Kiều Nhi, đợi mãi không thấy em mình trở lại. Cứ đợi nữa cũng chẳng thấy trở lại. Đêm diễn tuồng đã mở màn rồi cũng chẳng thấy em trở lại. Rồi lúc ấy thì lại nghe người ta truyền miệng nhau: Trời ơi, trong nhà đại gia viên ngoại đó, từ bắt cũng có tên giặc con đó nghe không? Thằng này nguy hiểm lắm rồi nha. Nhìn mặt của nó trông nó bội gian ác quá đi. Thôi chị đi qua đó coi tên giặc đi, coi nghe nói là sẽ bị đánh đập tơi bày quà lá lắm nha. Đi qua coi, coi tụi trẻ lắm rồi ra coi đi. Tình cái thằng quỷ này. Cô như giật mình, đoán là Kiều Nhi đã xảy ra chuyện. Quả nhiên Kiều Nhi bị trói trên cọc thật. Hồ Nhi trong lòng lo lắng. Kiều Nhi phải cháy, khoan nói đã. Ơn của mạng chưa báo đền, lại càng hại cả nhà của họ nữa. Thế thì đâu có được. Hồ Nhi không nói gì thêm, cúi đầu đi ra khỏi nhà họ Từ. Chàng ta vừa đi vừa nghĩ cách cứu Kiều Nhi. Chẳng bao lâu thì có một đội người ngựa toàn quan binh do một viên thiên tướng chỉ huy vùng rồi chiếc ngựa phi thẳng vào phủ viện họ Từ. Để bên ngoài họ Từ nghe tin báo vội ra cổng đón. Ông ta mời thiên tướng vào nhà khách, còn các lính tráng khác thì dừng ngựa đợi ngoài cổng. Thiên tướng nói thẳng với viên ngoại họ Từ: Đại nhân ở phủ đài nghe tin ngài bắt được một tên giặc mang của báo, nên đặt phái mặt tướng tới đây đi dò xem thư thực như thế nào. Xin hỏi viên ngoại có việc đó hay không? Thưa đại nhân, cái tên này nó có cái chén vàng mà úp lên trên đầu là không nhìn thấy nó nữa đó. Hả? Dạ. Nguy hiểm vậy sao? Dạ đúng vậy. Ơi, ở đời lẽ nào có một cái loại chén vàng như vậy? Dạ. Tôi muốn xem tận mắt được không? Dạ được. Lấy ra. Đại viên ngoại họ Từ đành miễn cưỡng đưa chén vàng cho thiên tướng xem. Thiên tướng vừa đỡ lấy chén vàng úp ngay lên đầu và biến mất. Hóa ra là viên thiên tướng chính là Hồ Nhi biến thành. Hồ Nhi vội vã ra khỏi nhà khách, đi lại trước cột cởi dây trói cho Kiều Nhi, rồi cõng em lên lưng niệm thần chú quay trở về nhà. Đại viên ngoại họ Từ còn đang ngẩn người trong nhà khách thì nghe thấy người nhà báo tên giặc con cũng biến sụt,
Ông ta vội vã luôn miệng gọi thiên tướng, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Ông ta chạy vội ra cổng nhìn xem, quan binh cũng chẳng thấy ai. Cuối cùng nhặt được trên mặt đất một tấm hình người giấy, ngựa giấy. Chuyện này làm cho đại viên ngoại họ Từ vô cùng kinh sợ, đành để cái chuyện này nó trôi qua cho xong. Đây, bàn về chuyện Hồ Nhi cổng Kiều Nhi đi một mạch về đến đầu làng, mới dừng lại rồi bảo. Nè, Kiều Nhi à, tất cả những cái chuyện kỳ lạ hôm nay, em về nhà đó, đừng có nói cho có bề trên nghe nha. Được rồi. Để cho cái gì bị sợ hãi. Em biết mà. Dặn dò xong rồi hai anh em mới vào làng về nhà. Lúc ấy thì gà trống mới bắt đầu gáy đợt đầu. Mẹ thấy các con trở về vội vã dọn cơm cho các con ăn. Hai anh em vừa ăn vừa kể tuần diễn hay ra sao. Bác cả và chú hai ngồi nghe cứ lắc đầu quậy quậy không tin. Chỉ có mẹ Kiều Nhi là gật đầu tin. Ăn cơm xong thì trời vừa sáng. Hồ Nhi cáo từ về nhà của mình. Kiều Nhi lưu luyến không nỡ rời, cứ theo tiễn anh mãi tận đầu làng. Em à. Dạ. Em đừng có tiễn anh nữa. Ừ. Ở nhà của anh có dịp, một thời gian ngắn chưa có thể đến với em được. Ừ. Nếu em có nhớ anh á thì tìm đến với anh nha. Ừ. Thì anh cứ để lại địa chỉ rồi hãy đi mà. À. Từ sau khi Hồ Nhi ra đi, Kiều Nhi cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc, học không vào, suốt ngày cứ thẫn thờ như mất hồn. Xem ra ngày càng gầy yếu hơn. Mẹ có hỏi cậu ta chỉ bảo là nhớ anh Hồ. Thật không phải dễ chịu đợi được đến Tết tháng năm, tức là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Kiều Nhi thấy không đi tìm anh Hồ Nhi không xong. Người mẹ đành đồng ý để cho đi. Kiều Nhi dựa theo địa chỉ Hồ Nhi để lại mà tìm thì thấy trong rừng sâu núi thẳm có một ngôi nhà ngói xanh dựa vào núi kề bên nước, trông rất khang trang đẹp đẽ. Kiều Nhi xăm xăm đi vào, toan gõ cửa thì Hồ Nhi đã nín cười mở toan cửa đón vào. Người nhà bày rượu ngon nhắm tốt, Nhi tình chưa giải anh đi. Nhưng Kiều Nhi rượu chẳng chịu uống, đồ nhắm chẳng buồn ăn, cứ ngồi thẫn ra thở ngắn than dài. Hồ Nhi để hiểu ngầm trong bụng, bèn cười cợt rồi bảo em. Nè Kiều Nhi, có phải là em đang nhớ đến Từ Tiểu Thơ phải vậy không? Nè, em cứ anh cứ yên tâm đi. Việc này đã có anh Hồ đây làm chủ rồi. Bây giờ em cứ ăn no, uống chán đi rồi á, về nhà đợi anh. Anh sẽ đưa Từ Tiểu Thơ về cho em. Sáng ngày mai làm lễ bái đường, có được không? Như vậy thì mình uống phải không? Nè, uống đi. Cạn đi. Kiều Nhi nghe vậy liền ăn to uống đậm thoải mái. Chẳng mấy chốc thì ăn no uống đủ và định chia tay ngay. Hồ Nhi lấy ra một bao giấy nhỏ đưa cho Kiều Nhi. Em cứ đem về nhà, lấy nước ấm ngâm vào, tắm gội từ đầu đến chân, thay quần áo sạch sẽ rồi đợi làm lễ thành hôn. Đúng đêm hôm ấy, Hồ Nhi lại tới Nam Kinh. Chàng ta biến thành con ong mật qua cửa sổ bay vào phòng quê của Từ Tiểu Thư. Lúc này thì Từ Tiểu Thư đang định lên giường đi ngủ, Hồ Nhi vội biến thành chàng thư sinh trẻ tuổi mỉm cười đứng trước mặt Từ Tiểu Thư. Thật đầu Từ Tiểu Thư giật mình kinh sợ, sao bị vẻ đẹp trai của Hồ Nhi làm cho mê kích, ấp a ấp úng. Chàng đến đây để làm gì? Tôi đặc biệt tới đây để mời Từ Tiểu Thư. Mời thiếp? Mà mời thiếp đi đâu? Mời đến nhà của tôi, nàng có tình nguyện đi hay không? Thiếp dù có tình nguyện, nhà cao sân rộng thế này làm sao mà ra đi được. Nè, nàng khỏi phải lo, tôi đã vào được tất sẽ ra được, cứ trông kể tôi đi. Thế rồi Từ Tiểu Thư nửa chịu nửa không, nửa ôm nửa đẩy, nằm trên lưng Hồ Nhi nhắm nghiền hai mắt, đành nghe số mệnh ở trời thôi. Hồ Nhi cõng Từ Tiểu Thư nương theo tiếng gió ào ào đi một mạch đến sân nhà Kiều Nhi mới dừng bước. Sau đó dắt Từ Tiểu Thư vào nhà mẹ của Kiều Nhi. Mẹ Kiều Nhi mừng quá sức, bưng cơm rót nước nhiệt tình mời mọc. Cô uống nước đi. Nhưng Từ Tiểu Thư chẳng ăn chẳng uống, chẳng nói chẳng rằng. Hồ Nhi bên cạnh khuyên giải. Nè Tiểu Thư à, nàng hãy ăn một chút đi, để tôi gọi cậu của ta ra.
cho các người làm lễ bái đường thành thân nhé. Cậu ta là ai vậy? Là em của ta, là người đã bị nàng bắt, là người sau đó là chạy thoát đó. Trời ơi, vậy là chàng giết người ta rồi còn gì. Nè, tiểu thư à, đừng có khóc mà. Đợi cái em ta ra cho nàng xem mặt, nếu thấy được thì các người thành hôn, nếu thấy không được thì ta mời nàng đến, thế nào cũng sẽ đưa nàng về thế đấy. Ta quyết định không làm khó dễ nàng đâu. Nói xong thì Hồ Nhi bỏ ra ngoài. Vậy còn Kiều Nhi ở đâu? Đang ngủ trong phòng ông bác. Đó cũng là một cách sắp xếp do Hồ Nhi tính sẵn. Đợi hai anh em Kiều Nhi vào, Từ tiểu thư nhờ ánh đèn liếc trộm thì giật mình. Kiều Nhi dở trước mặt với Kiều Nhi hôm ở trên lầu khác hẳn nhau. Không kể tàn hương trên mặt mất sạch mà còn cao lớn lên không ít, da mịn trắng trẻo đầy vẻ tươi cười. Đem so với ông anh Hồ Nhi thì chẳng ai hơn ai. Thế là nghĩ làm sao? Tại sao Kiều Nhi lại thay hình đổi dạng như vậy? Hóa ra Hồ Nhi đã cho cậu ta một bao thuốc tiên, và dùng thuốc này tắm rửa thì chẳng những mất sạch tàn hương nút sùi mà da dẻ còn mịn màng, thay gân đổi xương. Thế mà Kiều Nhi như vậy, Từ tiểu thư không nói năng gì nhưng cũng thôi khóc, thẹn thùng ngồi cúi đầu im lặng. Hồ Nhi lấy ra một cái giỏ tre nhỏ, nhấc mảnh vải đỏ đậy ở trên ra để lộ một thoi đại nguyên bảo, tức là đỉnh vàng lớn độ 10 lượng. Chàng đưa giỏ cho Kiều Nhi. Em trai. Dạ. Em dâu. Dạ. Đây là quà mừng của anh Hồ tặng cho các em. Các em đã thu nhận lấy thoi vàng nguyên bảo này, có tiêu đi tiêu lại vẫn còn, bảo đảm cho các em sẽ ăn tiêu đủ suốt đời. Sau đó thì Hồ Nhi quay sang bảo mẹ Kiều Nhi. Mẹ, mẹ đã cứu đời của con, con giúp mẹ làm đúng điều tâm nguyện. Bây giờ đã có em trai, em dâu của con phụng dưỡng cho mẹ, thế là con yên tâm rồi. Mong mẹ luôn bảo trọng. Nói xong thì chẳng thấy Hồ Nhi ở đâu. Từ đó tuy không bao giờ Hồ Nhi quay trở lại nhà Kiều Nhi nữa, nhưng nghĩa cử báo ơn nên người của Hồ Nhi được bà con trong làng xóm truyền tụng mãi, và cứ thế lưu truyền cho đến tận ngày nay. Câu chuyện Thẩm Tiểu Trinh. Trước kia thì ở hồ Tây Nhai, phủ Nghi Châu, có người tên là Lưu Hưng. Năm 17 tuổi đã đi theo cha xuống miền Nam buôn bán. Hôm ấy hai cha con đang nghỉ ở nhà họ Nam Kinh, bỗng nghe thấy có người nói giọng Nghi Châu nhắn cha Lưu Hưng là phải về nhà ngay, có việc. Ông cha của Lưu Hưng chẳng hiểu là ở nhà xảy ra chuyện gì, bèn dặn con trai ở lại nhà trọ trông coi hàng hóa. Con Minh thì lo liệu thu xếp, cấp tốc trở lại Nghi Châu ngay. Lưu Hưng lần đầu xuống Nam Kinh phải trông hàng ở nơi xa lạ. Cha vừa đi khỏi, còn chơi một mình ở nhà trọ, chẳng có ai bầu bạn chuyện trò, lại chẳng có việc gì làm, thì lòng vô cùng hoang mang sầu muộn. Sao? Cậu ta mới nghĩ, cứ ở trong phòng này hoài thì buồn quá, chẳng bằng là ta đi thả bộ lòng vòng một chút có lẽ hay hơn. Nghĩ vậy bèn đi ra khỏi nhà trọ, cứ theo dọc phố đi mãi về phía đông. Ai ngờ đi mãi thì tới một rạp hát. Trong rạp đang diễn kinh kịch, kịch diễn là cô ba xuống trận. Lưu Hưng bụng bảo dạ chi bằng vào xem cũng giết được thời gian rồi. Thế là cậu ta mua vé vào xem. Vào tới trước sân khấu vừa ngước mắt coi thì ôi cha, trên sân khấu cô gái đóng vai cô ba mới xinh đẹp làm sao. Nắc la râm, mày lá liễu, da phấn mặt hoa, miệng như quả anh đào, răng như hạt ngô nếp, thân hình dáng liễu góc sen vàng, chỗ này xinh, chỗ kia đẹp, cứ như tiền xuống trần. Lưu Hưng trông thấy thì hồn bâng khuâng, lòng tán loạn, thần trí chẳng yên, lời hát chẳng nghe lọt một chữ nào. Kịch hát tan rồi, Lưu Hưng cứ đứng trơ ra đó, mà bụng thì cứ nghĩ, sao thiên hạ lại có một người con gái đẹp như vậy? Ta phải làm sao, phải ra sau sân khấu xem cô ta như thế nào mới được. Nghĩ vậy, chàng đành lần ra sau sân khấu, đứng ở nơi cách phòng hóa trang không xa lắm, hai mắt liếc ngang liếc dọc cố tìm cô ba ở chỗ nào. Ai ngờ đúng lúc ấy thì ở phía sau lưng có tiếng của một cô gái hỏi,
Nè, ông anh này là người ở đâu vậy? Đứng ở đây để làm gì? Lưu Hùng hoang mang quay đầu nhìn lại. Người con gái vừa đứng hỏi sau lưng là chính là cô ba trong vở hát. Dung nhan của cô sau khi tẩy trang còn hấp dẫn gấp 10 lúc ở trên sân khấu. Lưu Hưng hoang mang rồi mới cười cường. Tiểu thư, tôi là người ở phủ Nghi Châu, tỉnh Sơn Đông, tên là Lưu Hưng. Lần đầu tiên xuống buôn bán ở tại Nam Kinh, hiện đang trọ ở nhà trọ Bách Thuận ở mé Tây Thành đó. Vừa rồi được xem tiểu thư diễn tuồng hay quá nên mới ra sân khấu, mong được nhìn thấy tiểu thư đó mà. Cô gái nghe nói vậy không nói gì, chỉ liếc Lưu Hưng một cái rồi thẹn thùng cúi đầu rảo bước vào luôn trong phòng. Còn Lưu Hưng thì cứ đứng đực ra đó nhìn chằm chằm vào phòng cho tới khi đèn tắt cửa cài mới nguội đầu lạnh lòng. Lưu Luyến không nỡ bỏ đi mà rời khỏi nhà hát. Lưu Hưng về đến nhà trọ, lòng cứ vấn vương nhớ cô gái đẹp. Cả đêm hôm ấy nằm trên giường trằn trọc không làm sao chợp mắt nổi. Quá nửa đêm, Lưu Hưng chợt nghe có tiếng gõ cửa, vội vàng trở về mở cửa ra xem thì dưới ánh đèn cậu ta đã nhìn thấy cô ba trong vở kịch đang ngượng ngùng cười đứng ngay trước cửa. Chẳng bao lâu và cũng chẳng đợi Lưu Hưng đang ngẩn ngơ định thần lại được, chỉ thấy cô gái ỏn ẻn rồi nàng nói dịu dàng. Anh Lưu Hưng ơi, làm phiền anh, anh không biết đấy thôi, chúng ta là người cùng quê, nhà em cũng ở phủ Nghi Châu ở cạnh Thạch Trúc Sơn ở Lâm Thuật. Bố em gọi là Thẩm Thái Bình, còn em là Thẩm Tiểu Trinh. Dạ, hân hạnh được biết cô. Lưu Hưng nghe nói mừng ơi là mừng, thấy khắp người ngứa ngứa râm ran, vội vã mời Thẩm Tiểu Trinh vào phòng ngồi chơi. Thẩm Tiểu Trinh cũng không từ chối, đi theo Lưu Hưng vào phòng, ngồi xuống mép giường, đôi mắt thẹn thò liếc Lưu Hưng một cái rồi cúi đầu mới bảo Lưu Hưng. Anh Lưu Hưng ơi, tối nay Tiểu Trinh tới đây là có việc cần nhờ cậy. Vì 10 năm trước nhà nghèo khốn, bố em phải bán em cho một phường hát, phải công khai làm việc hèn hạ này. Năm nay em đã 17 tuổi rồi, 18 tuổi không muốn làm những trò hạ lưu này nữa. Nhờ anh về đưa giúp cho bố em một phong thư, bảo ông ta chạy 300 lạng bạc tiền chuộc cho em về. Em có thể được làm người chính đính, mong về lâu dài và còn tìm được người làm chủ thân mình nữa. Lưu Hưng nghe nói vậy thì luôn miệng đồng ý. Tiếp đó thì hai người trò chuyện hết chuyện này sang chuyện khác, càng trò chuyện càng thân mật, càng lôi chuyện càng nồng nàn, bất giác lằng nhằng đến tận lúc gà gáy. Gà vừa gáy thì Tiểu Trinh đã bảo: Nè anh Lưu ơi, ngày mai em còn phải hát, em phải đi đây. Nói xong thì nàng cười xúc xích mà từ giả Lưu Hưng. Dạ thôi em đi nha. Vội vội vàng vàng trở về gánh hát. Thế là từ đó trở đi, hàng đêm Tiểu Trinh lại đến phòng Lưu Hưng chuyện trò cười nói xúc xích, khi đến gà gáy thì lại đi. Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, hai người có cảm tình với nhau. Tối hôm đó hai người lại cười nói tán chuyện rất lâu. Chợt Tiểu Trinh thẹn thò bảo Lưu Hưng: Anh Lưu nè, suốt đời em được ở cùng anh thì hay biết chừng nào. Em Trinh à, chỉ cần em dám đúng là anh suốt đời này anh chẳng muốn lấy ai ngoài em đâu. Thế là hai người cùng nhau quyết định việc cả đời người. Ngày hôm sau thì bố Lưu Hưng trở lại, hai bố con lo bán chạy hết hàng hóa cấp tốc trở về Nghi Châu. Về đến phủ Nghi Châu, Lưu Hưng bỏ cả hàng hóa không kịp nghỉ chân, chỉ nói với cha một tiếng rồi đi ngay Lâm Thuật để đưa thư hộ cho Tiểu Trinh. Đến núi Thạch Trúc, Lưu Hưng đi khắp các xóm làng quanh núi hỏi thăm, họ đều bảo là không có ai là Thẩm Thái Bình. Lưu Hưng thấy mặt trời sắp lặn về tây, khi trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ tự oán thầm là tại sao lúc ở Nam Kinh cùng với Tiểu Trinh lại không hỏi rõ rằng nhà cô ta ở thôn xóm nào. Thank you.